Thái mở quán đúng lúc thì trưa thức ế ẩm, cũng mạo hiểm thật. Chị ơi, nếu mà giờ mình thêm ca nhạc vào quán có hot không ạ? Em thấy chị Như hát cũng hay đấy, hay là mình nhờ... Thôi, thể loại mà Như hát kén người nghe lắm. Mà hồi thanh niên bấy giờ á là thích nhạc suý này, rạp này, ái sợ thì đi về nhảy nhót các thứ đô cơ. Chị nhớ đằng Trải không? Em thấy nó nhảy đẹp đấy. Mà có một nhóm như nó cũng hay. Nhưng mà đang rào ní thì cũng thể hẳn đến đấy quầy phá nữa ấy. Cái hôm nó sang chào tạm biệt, bảo là đi làm ăn không làm phiền em nữa. Hy vọng là nó chí thú làm ăn, không ỷ lại vào tiền với lại đất đai của bố nó. Có chỉ tiến thủ hay là em suy nghĩ lại xem. Chị không trêu em nữa. Ăn hết đi nhá, không để hỏng phí. Vâng. Trải chỉ muốn dặn dò Pu đôi điều trước khi đi thôi. Pu nhớ phải giữ mình và luôn nhớ đến Trải đấy nhá. Alo anh hả? Em đến rồi anh ơi. Anh đang dở tí, đợi tầm 10 phút nhá. Ôi. Ôi anh ơi. Hay là anh hủy cuốc này giúp em với. Thế lâu quá. Giờ cao điểm đặt xe hơi khó. Chú chịu khó chờ, tí anh tiếp thêm cho. À, thế thì ok ạ. Vâng. Chị ơi, cái này báo thức có tốt không ạ? Xịn nhất do báo thức nhà chị đấy. Có ngày như sớm gặp em này cũng phải tỉnh. Thế rổ giá thế nào chị? Em là shipper, chị để giới ưu đãi cho 150 thôi. Nhà mình có khuyến mãi thêm gói quà không ạ? Tặng người yêu hả? Dạ, bạn ấy phải đi học sớm với cả đi xe buýt nữa, thế nên em mua tặng ạ. Ừ, thế chọn giấy đi, mấy mẫu giấy lớp chị để dưới kia kìa. Giấy chữ lớp này đúng không chị? Có người yêu chăm chút như này thì nhất cô bé rồi. Dạ. Thôi, không phải chọn nữa đâu. Chị tặng cho cái hộp này này. Thật đấy ạ? Ừ.
ạ. Em cảm ơn ạ.